Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất các địa phương giảm từ 4 đến 5 độ C, tiết trời chuyển dịu mát. Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 30 đến 60 mm, có nơi mưa trên 70 mm. Tâm điểm mưa nhiều khả năng rơi vào huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Sát, Bắc Hà, Mường Khương và thị xã Sapa hiện thời tiết lào cai oi bức khi chuyển xấu dễ phát sinh hiện tượng cực đoan như lốc xoáy gió giật mạnh và xét đánh trong cơn rông vì vậy người dân trong toàn tỉnh nhất là các huyện vùng núi cần đề phòng dạng thiên tai trên xảy ra gây thiệt hại về người nhà ở tài sản cây trồng các loại cảnh giác với mưa lớn cục bộ có thể sinh lũ quét truyền lở đất đá bất ngờ các vùng trũng thấp phòng ngừa ngập úng